OK, kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quay trở lại với uh, kênh YouTube của em, Tom Invest trong uh, phiên dịch ngày đầu tuần, ngày 15 tháng 8 Thì uh, ngay từ đầu tuần của chúng ta đã chứng kiến một cái nhịp. Tuy là thị trường chúng ta chỉ giảm đâu đó có 0,58 điểm thôi. Mà như các anh chị chúng ta thấy á. Uh, từ cái việc mà giữ chỉ số như thế này của thị trường nó đến từ các cái mã cổ phiếu trụ như là nhóm ngân hàng và cũng như là những cái mã cổ phiếu trụ có vốn hóa lớn khác ví dụ như là MWG, Gas, Vinhome, MYSAN, FPT à, các anh chị ha. Còn ở phía ngược lại thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự phân hóa của yeah, cái uh, uh, dòng ngân hàng nó cũng xảy ra ở đây đúng không? Trong một cái tuy là trong một cái đà tăng nhưng mà ở uh, những kẻ như là Châu Trầm Vô Đục như là Vbank hay là uh, AB và và một số các cái ngân hàng khác sau khi mà nó lên được một cái giai đoạn khá là cao trào trong cái tuần vừa rồi thì đã có bắt đầu có dấu hiệu là nó chững lại và nó chỉnh, ha, các anh chị ha. Nhờ, ví dụ như ACB, Đấy, ACB nó cũng bắt đầu nó nó lại và nó chỉnh rồi. Rồi Techcombank, Techcombank cũng bắt đầu chững chững lại rồi các anh chị ha. Thì uh, tuy nhiên rằng thì tôi đánh giá là cái trend này của nhóm ngân hàng á thì mọi người cứ tập trung mọi người nắm giữ giúp cho tôi. Nếu mà mọi người có vị thế tốt các anh chị nhé Thì do là những cái nhóm cổ phiếu trụ và cũng như là ngân hàng nó giữ giá cho cái phiên ngày hôm nay không bị giảm điểm quá là sâu chứ mà thử mà thả bỏ ra con BID thử bỏ ra con Vietcombank hay là Vinhome Mai San coi. Là hôm nay là thị trường chúng ta có khi là tan tác hết cỡ đâu đó là 5 6 điểm rồi, đúng không ạ? Thì đó là một cái mục đích của nhà thuộc lập họ muốn neo giữ cái chỉ số của thị trường. Nó không bị giảm quá là sâu. Thì tuy nhiên, thì tuy nhiên rằng là nhóm uh, Mid Cap của các cái dòng cổ phiếu khác nhất là những cái dòng cổ phiếu đầu cơ như là dòng bất động sản, dòng chứng khoán và cũng như là dòng phép nó điều chỉnh gọi là tương đối là mạnh. Các anh chị ha, và đang là có bắt đầu những cái dấu hiệu là gãy trên tăng ngắn hạn. À, thì cái này là Tuấn đã... Uh, cái này thì tuấn đã 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 đã, đã cảnh báo với các anh chị chúng ta trong các cái buổi live stream ở trên tiktok rồi và cũng như là các cái dạo đây video này thì tuấn nói rồi mà khi mà các anh chị chúng ta tới ngày hôm nay nếu mà các anh chị chúng ta tránh được một cái nhịp mà các cái cổ phiếu dòng chứng khoán nó điều chỉnh xuống như thế này á thì mọi người có thể là quay lại cảm ơn tuấn vẫn chưa muộn à các anh chị ha à, fts này đấy, đấy. những cái cảnh trên chéo ngắn hạn như này là gãy này mọi người thấy mà tuy là nó gãy với khối lượng thấp mục đích là gì ạ à? À, mục đích là nó chủ yếu là nó rủ bỏ những cái lượng hàng nhưng mà nó sẽ khiến cho những nhà đầu tư mà mà mua ở những cái vùng à, trên đây này đấy, là sẽ phải như thế nào các anh chị à, cắt ra phải cắt ra phải rủ hàng ra và cũng như là phải trả hàng lại cho đội lãi thì sau những cái quá trình như thế này à, sau những cái quá trình như thế này nó đè xuống tiếp à. thì sau những cái quá trình như thế này thì mọi người sẽ thấy được rằng là nó rủ bỏ tiếp và nó mất đâu đó khoảng tầm độ 3 tuần cho tới 4 tuần đấy để mà nó hấp thụ xong và sẽ bứt thoát đi lên sau khoảng tầm là độ 3 đến 4 tuần như tôi cũng có đề cập. Đó. Rồi LHS cũng tương tự như vậy. Nếu như mà về lại khoảng tầm đâu đó độ nếu mà trong chạc tuần thì nhìn con LHS chạc tuần thì nó sẽ hay hơn. Đấy. Thì đâu đó nó sẽ về lại khoảng tầm độ giá 17.5 cho tới vùng 17.7. À, 17.5 cho tới 17.7 là khá là đẹp. Ha nó sẽ chỉ có điều chỉnh một một khoảng thôi ví dụ chẳng hạn từ 19 mà về lại khoảng tầm 17 năm đi Ê, thì nó cũng tương ứng với độ khoảng tầm là một cây xa à, thì những ông nào mà đu đu ở trên cận 19 là coi như là sẽ khả năng cao rất là dễ là cắt sạch trong các cái nhịp sắp tới ha các anh chị ha. Mà cái mẫu hình của nhóm chứng khoán á, mới mọi người coi lại uh, cái video gần nhất là trong uh, ngày uh, chủ nhật vừa rồi uh, thứ bảy vừa rồi thì tuấn có đề cập với lại cho các anh chị chúng ta về cái mẫu hình nó giống như cổ phiếu nào những cái năm ngoái các anh chị à, đó chính là HBC Đấy, đây, mọi người sẽ thấy là nó y chang y chóc luôn á đây thì HBC thì tuấn nhắc lại một lần nữa này nó cũng có hai nhịp chỉnh trong vòng 2 tháng này và phục hồi đi lên này thì khi mà bắt đầu nó gãy mất cái trend line chéo một cái nó bắt đầu nó sẽ điều chỉnh lại tương đối là sâu à, tương đối là sâu thôi chứ không hẳn là quá là sâu các anh chị Đấy, bởi vì đây là cũng là cái mã cổ phiếu nó có tính đầu cơ cũng giảm 11% đấy cũng không ít đâu nha nên là cũng là kha khá bởi vì nó sẽ phải rũ như vậy nhưng mà mọi người sẽ thấy đó ở những cái giai đoạn đầu đó, nó gãy xuống như thế này cái khối lượng nóng lớn mà thậm chí nó có hồi lại bắt đầu nó đạp xuống này nhưng mà càng về sau đó, mọi người sẽ thấy chú cho tốn nếu như mà cái khối lượng bán nó vẫn duy trì và nó nằm dưới cái trung trung bình của 20 phiên giao dịch thì khả năng rất là cao đó chính là những cái cú mà nó rũ bỏ trước khi thì cái đoạn này nè à, tôi mới nói là trước khi nó sẽ mất đầu đó khoảng tầm độ 3 tuần cho tới 4 tuần trước khi nó tiếp tục nó tăng nó vượt cái đỉnh ngắn hạn trước đó thì nguyên một cái giá quá trình này nó gãy xuống nè mọi người thấy không ạ quá trình nó gãy xuống nè và nó hoàn thành chỗ này là một cái mẫu hình vai đầu vai ngược nè thấy không mọi người thấy cái vai đầu vai ngược ở đây không ạ à? vai này Đấy, đầu này vai này và, 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 bức thoát nó đi lên đây chính là những cái điểm bay vót của cái mẫu hình này Đấy, ha mọi người hình dung ra ở đây chứ cho Tuấn á là cái quá trình nó rũ bỏ như thế này nó mất đâu đó độ khoảng chừng là từ ví dụ như từ ngày 13 tháng 10 hai à, 2020 nó xác nhận nè thì mãi cho tới khoảng tầm là ngày 17 tháng 11 và cũng như là 17 tháng 11 hoặc là 18 tháng 11 này bắt đầu nó mới bứt thoát nó đi lên và nó vượt đỉnh đấy tức có nghĩa là đâu đó nó mất khoảng tầm độ là đúng hai chục phiên ha hai chục phiên các anh chị hai chục phiên tương ứng với lại khoảng tầm là độ một tháng hai các anh chị ha ấy thì cái nhóm chứng khoán nó cũng sẽ tương tự như vậy và hôm nay nó đã có yếu tố nó xác nhận rồi ở hôm nay nó đã có yếu tố nó xác nhận rồi thì tuấn bảo đảm với mọi người rằng là ngày khoảng tầm độ ngày uh, coi như là ngày 16 qua tết qua tết là tháng 2 rồi 15 tháng 2 thì may ra các cái cổ phiếu nhóm chứng khoán nó mới vượt được cả vùng đỉnh chỗ này nhà sau cái quá trình nó rũ bỏ tức có người nó sẽ mất con nào mạnh hoặc là con nào nhanh thì sẽ là khoảng tầm độ 3 tuần thôi nhưng mà những cái mã cổ phiếu chung chung Đấy, thì Tuấn nghĩ rằng là mức độ chung là mức sẽ khoảng tầm là 4, 4 tuần cho đến 5 tuần. Các anh chị nhé, chúng ta lưu ý. Khi đó Tuấn sẽ uh, phân loại và cũng như là xem coi là những cái cổ phiếu nào trong nhóm dòng chứng khoán nó sẽ đạt được ở một cái vị trí top 1 trong uh, nhóm mà sẽ dẫn dắt đi lên trước của dòng uh, chứng khoán. Và sau đó là sẽ tiếp tục đến những mã cổ phiếu top 2, top 3. Uh, như những gì mà Tuấn đã... Uh, phân loại cho các anh chị chúng ta trong cái nhóm dòng ngân hàng. Cái đoạn vừa rồi ví dụ như là BID hay là ACB là những cái mã cổ phiếu top 1 này. Đấy. Rồi sau đó là tiếp theo đến những cái mã cổ phiếu như MBB, CTG hay là Techcombank là những cái mã cổ phiếu uh, top 2 à, các anh chị ha. Và sau đó top 3 thì có thêm uh, TVB, rồi SHB, uh, rồi uh, MSB, rồi uh, HDBank, VIP các thứ đó. Đấy. thì đó là những cái mã cổ phiếu thuộc dạng là gọi là top 3 ha đấy thì uh, cho nên nó là mọi người thấy là hôm nay là dòng Midcap nó đã bắt đầu nó chỉnh rồi, dòng chứng khoán chỉnh này, ngày kể cả là bất động sản cũng chỉnh này. Đấy. Thì uh, Tốn có đề cập tới cái vấn đề này và cũng như là nhiều anh chị chúng ta thấy được rằng là mid cap sẽ như thế nào khi mà ban điều chỉnh giai đoạn tới, đúng không? Và sắp tới là sẽ là cắt loss hàng loạt luôn á hàng loạt luôn ấy các anh chị ha. Đó. Thì nếu mà các anh chị chúng ta đi vốn nó không được uh, chuẩn chỉnh và cũng như là nó không có được phù hợp thì Tốn cá chắc với mọi người rằng là khoảng tầm là chỉ cần Ờ, nó đạp thêm khoảng tầm độ 2 ba phiên nữa thôi là tôi nghĩ rằng là, là, sẽ bắt đầu là cái lượng cung nó sẽ bán ra rất là nhanh đấy đây này mọi người sẽ thấy là Tuấn có nhắc với mọi người từ ngày thứ sáu ngày 12 11 này nhất là dòng chứng khoán bất động sản và thép này khả năng có thêm một cái nhịp điều chỉnh để rủ bỏ nhà đầu tư yếu bóng vía ra ngoài nên mọi người cân nhắc cái việc mà đi vốn sao cho nó phù hợp ha cái đoạn ở vùng một nghìn một và thanh khoản có dấu hiệu tăng dần lên lực cung chút lời phía trên cũng rất là lớn À, và bắt đầu sẽ trở thành cái giai đoạn ngọn lửa hồng trao tay nhau đó nên là mọi người sẽ thấy đúng không ha à, đây này đa số này và à, dòng chứng lại của nhóm ngân hàng và tín hiệu một vài cổ phiếu big cap phục hồi đa phần trên chiếu ngắn hạn à, gãy trên chiếu ngắn hạn ấy à, và chỉnh lại về lại cái giờ nền dưới nó sâu hơn và tích vị trở lại mất khoảng tầm ba đến bốn tuần à, từ cái đoạn trước là Tuấn đã nhắc nhở với các anh chị chúng ta tương đối là nhiều rồi ha à, thì bây giờ nó đã trở thành hiện thực Mà thậm chí là nhiều anh chị chúng ta không có tin đâu à, Cho đến khi ngày hôm nay à, Nhiều anh chị chúng ta không tin cho đến ngày hôm nay à, Nên là bây giờ bắt đầu là ráo riết Là đi hỏi là tại sao dòng chứng khoán nó lại giảm như vậy à, Tại sao thì cổ phiếu ABC, cổ phiếu SI, cổ phiếu VCI hay là cổ phiếu MBS Sao nó chỉnh 2-3% giữ về em Không biết có tin gì xấu hay là không Thực ra nó chẳng có cái tin gì xấu cả Mà mục đích ở đây để nói với nào các anh chị À, để mà nó rũ bỏ những anh chị nhà đầu tư nào mà yêu bóng vía ra ngoài để mà nó set up cho một cái gì? à, chu kỳ tăng tiếp theo trong giai đoạn sắp tới và cái giai đoạn này là sẽ là những cái giai đoạn cuối để mà rũ bỏ trước khi nó tăng à, các anh chị ha cho nên là anh chị nào mà cứ đu đu những cái vùng 34 này nè Ê, ví dụ vậy Ê, vì vùng 34 như thế này cái bắt đầu nó đạp xuống dưới đây đâu đó khoảng tầm độ 7% là sẽ kết loss nè thậm chí nó có thể nó đạp sâu hơn nữa chúng ta chưa biết được ha có thể đạp sâu hơn nữa ví dụ chẳng hạn như mà nó về lại khoảng tầm là độ 30 hoặc là 30.5 đi 10% phần trăm đấy thì cho nên là mọi người cũng sẽ rất là dễ ta xanh mặt tái mày đấy nên là tôi ngung cảnh giác với các anh chị chúng ta là, là là cái lý do như vậy cho dù các anh chị chúng ta uh, uh, đang mãi mê với những cái uh, cổ phiếu dòng ngân hàng cũng được nhưng mà cũng phải chú ý tới những cái nhóm cổ phiếu khác gì dòng chứng khoán hay là dòng bất động sản các anh chị ha bởi vì sau những cái sóng ngân hàng thì tuấn dự báo là dòng uh, chứng khoán dòng bất động sản nó cũng sẽ dần dần nó đi lên cũng giống như cái giai đoạn mà tuấn có hướng dẫn mọi người coi có hhv này đấy mọi người thấy không đấy ha nó cũng chỉnh và nó giảm xuống vào cái quá trình giảm này nè mọi người thấy không nó mất bao nhiêu thời gian cái chị từ ngày 11 tháng 4 và mãi cho tới tận là ngày 19 tháng 4 bắt đầu nó mới như nào à 22 tháng 5 mới bắt đầu nó như thế nào à, nó mới phục hồi đi lên tức là quý một cái quá trình như thế này mọi người thấy là nó mất bao lâu thời gian các anh chị một tháng chơi ha à, một tháng chơi đấy nè nó cũng có cái chén chéo nó cũng đi lên như thế này đấy và bắt đầu điều chỉnh nó giảm xuống khi mà nó gãy mất cái đường trên lai like chéo trong ngắn hạn như thế này nó giống với lại các cái mã cổ phiếu nhóm dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại không ạ rất rất là giống các chị ha đấy, thì nó cũng điều chỉnh từ cái mức độ là từ cái vùng đỉnh xuống đây là cũng độ khoảng tầm là 12% hai phần trăm đấy thì cho nên là hả tốn mới cảnh báo với mọi người rằng và là, là là những cái nhịp chỉnh tiềm năng của nhóm dòng chứng khoán nhịp chỉnh rũ bỏ của dòng chứng khoán nó sẽ sớm nó diễn ra nên là các anh chị chúng ta cứ chờ thêm độ khoảng tầm mà nếu mà anh chị nào mà mà có thể canh nhé. ví dụ chẳng hạn như HHV đi chẳng hạn có thể canh ở những cái điểm hỗ trợ ở à, chúng ta ở đây là chúng ta sẽ canh những cái điểm hỗ trợ này điều chỉnh với cái loại khối lượng thấp này à, điều chỉnh với khối lượng thấp này ha thì á chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta canh vào khi mà nhà đầu tư khác họ cắt loss ra Yeah. Thì uh, để coi một vài uh, Tuấn sẽ dành một cái uh, buổi live stream vào ngày mai Các anh chị nha Tuấn sẽ dành một cái buổi live stream đặc biệt vào ngày mai Để mà uh, Tuấn chia sẻ những cái điểm Mà chúng ta có thể là canh mua Trong cái khoảng thời gian sắp tới Nếu như mà dòng uh, chứng khoán nó có yếu tố nó điều chỉnh Thì bật mí với mọi người Thì thường là nó chỉ chỉnh đâu đó khoảng tầm độ 10% cho tới uh, Cao thì có thể là 14% 10 cho tới 14% Cái biên độ như đó thôi còn tính từ đâu thì chúng ta chưa có biết ha, tính từ đâu thì chúng ta chưa có biết. Nên là các anh chị chúng ta nhớ theo dõi cái buổi livestream ngày mai chúng ta Tuấn. Hôm nay thì chắc Tuấn không có livestream được là bởi vì hôm qua là lỡ đi VN party với lại các anh em cho nên là uống cũng có hơi nhiều. Cái giọng của mình nó hơi bị tàn phá rồi. Ấy nên là hôm nay mệt lắm luôn á, thật sự mệt lắm. Nên là hôm nay mới làm cái video trễ như thế này ha. Rồi, cho nên là sau cái giai đoạn này thì mọi người cứ sẵn sàng chuẩn bị tiền. Nếu mà các anh chị nào mà lỡ cắt loss rồi thì càng tốt thôi. Nếu mà anh chị ta cầm tiền như Tuấn nói đó, đã bán đừng có đảo sang nhóm dòng ngân hàng, bởi vì anh chị chúng ta cũng sẽ sốt ruột chúng ta chờ rất là lâu à. Thà chúng ta cầm tiền giai đoạn này á, lỡ bán nó rồi cầm tiền giai đoạn này có khi lại tốt hơn nhiều so với cái việc là các anh chị chúng ta cứ đi mua đuổi nhóm ngân hàng, các anh chị ha. Tuấn bảo rồi, Tuấn đã chia sẻ rất là kỹ trong cái video cuối tuần rồi anh chị nào mà hữu duyên thì có thể là đã xem được cái video cuối tuần này thì đã tránh được một cái nhịp của ngày hôm nay và cũng như là cái việc mà mua đuổi cái nhóm ngân hàng đấy nhá rồi ok thì uh, tuấn chỉ làm cái video ngày hôm nay nó tới đây thôi Đó. thì hôm nay cũng có rất là nhiều mã cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm mạnh này ví dụ như bất động sản có mấy ông như hdg này hai phần trăm ha thì tôi muốn dự báo là đây sẽ là những cái vùng đáy tiếp theo hoặc là nó sẽ uh, tạo đáy ở quanh vùng này rồi bởi vì bắt đầu nó có yếu tố là nó bung cái volume à, anh chị nào cũng có thể là canh dần dần chúng ta đưa những cái uh, lượng tiền mặt vào để mà chúng ta canh chúng ta bắt được ở cái dịp này rồi từ đỉnh xuống đây là khoảng tầm độ 15% rồi này thì tôi nghĩ rằng là bắt đầu ở đây nó sẽ tạo đáy và nó sẽ phục hồi đi lên thì những cái mạng cổ phiếu mid cap ở nó chỉnh trước như thế này á thì khi mà tôi nhắc lại một nữa là khi mà nhóm ngân hàng mà bắt đầu nó điều chỉnh á, thì những ông này thì sẽ là những cái ông mà nó uh, cân bằng đáy đầu tiên ha các anh chị ha rồi kể cả là BDR ở đây nó cũng bị tán này nhưng mà cái khối lượng nó thấp thì đó là những cái yếu tố mà nó như nào các anh chị nó rũ bỏ thôi nó test lại những cái vùng hỗ trợ trước và những cái đáy trước thôi nhá yeah. dg nó cũng tương tự như vậy dg thì nó có thể nó giảm sâu hơn chút xíu đây này dg nó cũng bị giảm nó bị thủng mất cái 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 đường trên như thế này thì nó cùng lắm nó sẽ rủ về lại độ khoảng tầm độ là 25.5 nếu mà dưới 26 thì sẽ là một cái cơ hội mua rất là đẹp cho các anh chị nhà đầu tư nhá yeah. cực kỳ là đẹp luôn anh chị chúng ta cứ để ý đi nhìn cái form của nó nó giống hồi nãy con HV mà nó sẽ về lại độ khoảng tầm hai năm 25 năm hoặc là 254 nhá yeah. tuyệt đối và tuyệt đối là nó sẽ không được thủng vùng 25 các anh chị chúng ta lưu ý rồi Nam Long cũng vậy, Nam Long ở đây cũng điều chỉnh volume thấp thôi thì cũng canh có thể là canh mua chỗ này được này, canh mua đợt này tiếp, không có vấn đề gì phải sợ cả các anh chị. Trong những giai đoạn này, đây là những cái quá trình mà nó rũ bỏ để nó tích lũy để là trước khi nó đánh một cái nhịp mà long trời lở đất ở phần phía sau. Các anh chị ha. Đấy. Rồi, nè còn ai chơi con sale không? Còn ai khen ở à, còn ai khen con sale không, mọi người? Đấy, giờ nó cũng đã có một cái cú nó rũ rồi. Đấy, nó đang bước vào những cái quá trình gần như là sẽ là cuối cùng trong cái gì à? à trong cái quá trình tích lũy của bản thân mình thì đâu đó nếu mà nó càng về lại 21 mọi người cứ càng mua với giúp cho Tuấn, à, càng về lại 21 mua vui cho Tuấn nha, càng về 21 càng mua, không có vấn đề gì phải sợ chứ, đổi lái họ bắt đầu họ gom hàng ở những cái vùng dưới đây này chứ không phải là họ như nào, họ bán tháo đâu, những cái volume này mà bán tháo gì, Đúng không? chủ yếu là kích những nhà đầu tư nào mà đã xuyên suốt những cái khoảng thời gian vừa qua mua ở những cái vùng này mua ở những cái vùng này hoặc là mua ở những cái phiên này, ấy là phải bán ra bán ra xong thì nó mới tăng lên được anh chị ta hiểu được cái nguyên lý đó và cái công thức như thế này thì mọi người sẽ tránh được nếu mà chưa hết thì có thể tránh được một cái nhịp nó điều chỉnh nó giảm Đấy. nó điều chỉnh nó giảm như thế này thì nhìn người thấy nó ít vậy thôi chứ mà nó không ê chút nào đâu bảy phần trăm rồi không? nó về lại 21 một cái là lên được khoảng tầm là tám chín phần trăm rồi Đấy, nhà đất xanh cũng tương tự vậy đất xanh nó về đâu đó khoảng tầm độ 18.2 18.3 là ok Đấy. HDC là tôi cũng đã dự báo rồi khi mà thủng mất cái hỗ trợ vùng 31.5, 31.6 này về lại đâu đó khoảng tầm độ 29.5. Nó con này nó giống HDG chút xíu nhé. Rồi ok thì những cái mạng cổ phiếu như Novaland đúng không ạ? Novaland thì mọi người cũng thấy mất đầu nó về hỗ trợ này. Chúng ta cũng có thể là canh chúng ta mua ở đây. Nhưng mà ở đây thì chúng ta vẫn còn đang mua ở giai đoạn nó hơi sớm chút xíu nhé. Thì chấp nhận với cái việc là sẽ chờ tương đối là lâu ha. Rồi ok, thép để Tuấn coi thép nữa nhá. Thép nữa là sẽ kết thúc cái video tối ngày hôm nay. Thép nữa là ví dụ như HBG này, cũng chẳng có vấn đề gì. Đấy, HBG nó cùng lắm nó rủ lại thêm một nhịp thôi. Này, nó cũng có cái trên lai chéo nó bị cắt xuống này. Thì cùng lắm nó về lại khoảng tầm độ 26.5 thôi. Nó không có chỉnh sâu đâu các anh chị. Nó không có thể nào mà nó chỉnh sâu đâu nhé Được chưa? Rồi Nam Kim này, Nam Kim thì hy vọng rằng nó sẽ giữ được ở độ khoảng tầm là 22.7 hoặc 22.6. Nó sẽ đá vào đây lại thêm cái nữa. Còn nếu mà nó sâu hơn thì buộc lòng nó sẽ phải chỉnh về độ khoảng tầm độ đâu đó khoảng tầm là 21.5 hoặc là 21.7 uh, VGS VGS những cái con này thì nó có tính đầu cơ cao hơn thì mình cũng canh đâu đó độ khoảng tầm là uh, 20 cho tới 20.5 Quanh ngưỡng vùng này Đó Nhà, Mấy con này nó không phải là xấu đâu các anh chị Mà chủ yếu nó bước vào những cái giai đoạn nó rủ bỏ thôi Những cái giai đoạn đầu tiên nó bung vuông rất là lớn này Đấy, Rồi sau đó lên nó test đỉnh lại khối lượng thấp này cho thấy là những cái sự đeo bám của nhà đầu tư rất là nhiều và sau đó nó sẽ bắt đầu nó rủ lại đó Đấy, bắt đầu nó rủ lại ha nó giống như cái quá trình của những cái mã cổ phiếu dòng uh, chứng khoán trong những giai đoạn mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 vừa rồi ấy đây này mọi người thấy nè đầu tiên là nó bung vô nè tạo đẩy nè phục hồi đi lên té lại nè volume giảm dần nè cái bắt đầu rủ ngược trở lại với những cái khối lượng nó rất là thấp thì bắt đầu nó sẽ dần nó cân bằng ở đây độ khoảng tầm là một tháng à, một tháng hoặc là một tháng rưỡi gì đó thì con vs như mọi người nhìn thoạt nhìn qua là nó giống y chang, chỉnh xuống này, volume test là đỉnh này, thấp này. Đúng không ạ? Cái bắt đầu là càng về sau này khi mà đi ngang ở vùng này nè, bắt đầu đi ngang ở vùng này nè. Vùng hỗ trợ là quanh 20 cho tới vùng 21 chỗ này nè. Đấy, thì bắt đầu là nó sẽ như thế nào các chị? Volume nó thấp dần, cho thấy là những cái độ mà tích lũy ngược trở lại và bắt đầu nó sẽ phục hồi lên và đi lên ở phần giai đoạn phía sau. Đấy, mọi người cũng sẽ thấy là những cái cơ hội sau cái Tết ta là rất là cao nha còn cái giai đoạn trước tết này thì tuấn đã dự báo là nó, nó sẽ là một cái nhịp điều chỉnh rồi đấy nha thì nó có phần là nó bị chặt hơn một cái, cái, cái 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 kế hoạch ban đầu là do là cái nhóm ngân hàng là là cái nhóm kéo chứ không phải là những cái nhóm cổ phiếu như như là bất động sản hay là dòng 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 thép ha đấy cho nên là phải chờ lại một nhịp sau sau tết ta các anh chị nhé OK, thì thông điệp của Tuấn trong video ngày hôm nay chỉ dừng lại tới đây thôi. Nếu mà các anh chị chúng ta thấy hay và bổ ích á, và cũng như là đừng quên cảm ơn Tuấn sau khi mà đã né được cái dòng chứng khoán mọi người nhé. Và nếu mà muốn tiếp tục ủng hộ Tuấn nhiều hơn, các anh chị chúng ta có thể là liên hệ với Tuấn qua số điện thoại Zalo ở bên dưới ha. Và đồng hành cùng với Tuấn trong những giai đoạn tiếp theo mọi người nhé. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong các cái video tiếp theo, đặc biệt nhất là video live stream ngày mai lúc khoảng tầm là à, 8 giờ. Mọi người nhé. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ạ. À.